Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng các bạn giải bài tập số 2 sẽ có vật lý lớp 12 trang 13 để bài như sau. Nêu công thức tính chu kỳ có lắc lò xo. Để có thể trả lời được câu hỏi này, cô cùng các bạn xem lại công thức. Chúng ta có T bằng 2 pi căn M trên K. T là chu kỳ, đơn vị là giây. M là khối lượng của vật, đơn vị là kg. K là độ cứng của vật, đơn vị là newton trên mét. Như vậy, cô và các bạn có thể giải bài tập số 2 như sau. Chu kỳ T bằng 2π căn M trên K. Ở đây, đơn vị là giây. M của cô là khối lượng kg. K của cô là độ cứng newton trên mét. Cô thấy rất là nhiều bạn nói rằng là vật lý rất là khô khan, rất là nhiều công thức, nhưng mà cô nghĩ là đối với mỗi công thức thì các em cần hiểu ý nghĩa của từng đại lượng để có thể nhớ và vận dụng chính xác trong mọi trường hợp, thì các em sẽ cảm thấy nó vô cùng là hay và vô cùng là lý thú. Như vậy, bài tập số 2 đến đây là kết thúc.